Tiếp theo chúng ta tiến hành nhập liệu báo có báo nợ với tài khoản của ngân hàng BIDV. Ta nhập báo có trước. Cũng trong tháng 1. Ngày 2 tháng 1. Văn phòng đại diện công ty Thành Trung, công ty cổ phần tại miền Trung thanh toán tiền hàng cho công ty Minh An Phát. Ta chọn nợ BIDV. Số tiền là 75 triệu. Cũng ngày 2 tháng 1, công ty Thành Trung lại chuyển tiền thanh toán tiền hàng cho công ty Minh An Phát. Ngày 3 tháng 1, công ty xây dựng Trường Sa Việt Nam thanh toán tiền thép cho Minh An Phát.
Ngày 4 tháng 1, công ty xây dựng và thương mại Mai Dương thanh toán tiền thép cho công ty Minh An Phát